Hôm nay mẹ chồng mình sẽ làm thế gì gà vịt chim. Sườn heo ướp gia vị. Thì cái nguyên liệu mình cần phải có là hành ba rô nè, củ hành, với lại mắm tép xay nhuyễn. Bây giờ là mình bỏ vô máy mình xay nha. Ý lộn, không có mắm tép nha mọi người, quên. Tính làm kim chi, làm kim chi mới cần mắm tép. Cái này khác kim chi nha mọi người. Chỉ là hành củ và hành lá xay nhuyễn thôi nha. Và đây là nước tương Mongo Ganjang. Đó. Mình sẽ chế nước tương vô và xay chung. Đây là dung dịch sau khi mình đã xay xong nè mọi người. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào đây thêm một ít bột ớt nè và bột tiêu. Và thêm một ít muối nữa. Tương ớt nè mọi người. Đấy, một cái thùng tương ớt rất là dữ luôn. Một chút xíu nước mơ ngâm vô. Và đây là siro bắp. Mình thay thế cho đường, nó sẽ ngon hơn và tạo độ sánh hơn, bóng hơn. Nè, cho nó lấp lánh vậy đó. Và mình cho vào đây một ít rượu để tạo độ nồng. Ta đâu có. Đó, chị Đại bỏ tương ớt vô. Nhìn thấy cái màu đỏ tươi ha nhà mọi người ha. Mình dùng tay mình trộn lên. Này là gừng và tỏi băm. Mình phải có hai món này thì nó mới là ngon được. Bất kể ở Việt Nam hay là ở Hàn Quốc thì đều phải có tỏi gừng thì món ăn của mình nó mới thành hoàn chỉnh được. Mình dùng tay mình trộn đều lên. Rồi và bây giờ mình sẽ chế cái sốt này lên cái phần thịt heo mà nó chuẩn bị sẵn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vào trong cái nồi này. Cái nồi này rất là bự luôn thì mình mới có thể trộn lên được mọi người. À, 먹고 살기 힘듭니다. 너무 춥고. 아, 진짜 먹고 살기 힘듭니다. Ông em dễ mà ông nói trời ơi, sống khổ quá. Phải làm kiếm tiền để sống á, rất là rất vất vả luôn. Ở đây á thì mình chỉ cần bỏ vô thêm một ít khoai tây với lại củ cải trắng là ngon rồi đó. Ở trên nó rồi á. Na중에 네 옷 얘기해. À có nghĩa là mình trộn cái này trước xong rồi mình để đây. Rồi chừng nào mình gần nấu á thì mình mới bỏ cà rốt và ấy lộc củ cải trắng với lại khoai tây vô sau. Rất là ngon luôn mọi người. Sau khi cái này là biết sao mọi người, mình lên trên nhà về nhà đó thì mẹ chồng mình ở dưới này nấu mà mình không có xuống quay kịp cho nên là mọi người thông cảm nha. Cái này thì mình bỏ vô rồi mình xào thôi, mình nấu thôi trong vòng mấy tiếng ta. Ông mình mấy tiếng hết rồi. Khoảng một tiếng rồi nè. Thì sau khi mình nấu khoảng một tiếng nó chín này đó, thấm gia vị thì mình bỏ khoai tây vô.
và mình cho sợi cối và mình trộn lên, mình dùng cái thìa mình trộn lên. Mình còn nhớ phải. Và cái này là hành củ. Ông một bãi táo ông nói trộn. Lúc đó là tại ăn hết rồi. Mùi thơm quá. Và mình sẽ dùng tay mình trộn lên. Cái chiên ngân tập cơ tập. Lúc đó là à, bây giờ mình ăn thử coi có vừa ăn chưa. Đặng mình mới biết đường rồi mình cho khách ăn á mọi người. Ông em dễ mình la hơi mặn xíu mà mọi người ăn kìa. Bây giờ mình bỏ thêm đường với lại siro bắp vô. Cái chảo nó bự rồi mọi người, rất là bự luôn. Và mẹ chồng mình bỏ thêm vô đây một ít đường nữa để cho nó thấm gia vị. Và mình dùng cái nìa á, mình trộn đều lên. Cái thìa. À, có một bạn hỏi là tại sao quán của mẹ chồng mình mỗi ngày phải nấu một món, tức là tại vì khách đặt ăn cơm thường á mọi người, để bóng á, thì cho nên là mình một ngày ba bữa, mỗi bữa là một món ăn khác nhau. Cho nên rất là cực khổ. Phải vận động đầu óc suy nghĩ là hôm nay món gì, trưa món gì, chiều món gì, sáng món gì. Phải thay đổi để người ta ăn ngon không bị ngán. Và phải đảm bảo chất lượng để cho cầu thủ có sức khỏe thi đấu. Còn quán mẹ chồng mình bán chính thức á, là hai món chính thức luôn á, là canh sườn bò và canh bò cay nha mọi người. Và có một số bạn hỏi là quán này là của ai. Thì mình trả lời luôn là quán này là sự kết hợp hùng vốn giữa em chồng và mẹ chồng nha. Đấy, mình giải đáp thắc mắc cho mọi người rồi đó nha. Rất là ngon luôn mọi người. Cái này ổn mà tôi cứ đợi tí á. Tạm đó mà tạm nhìn trên thì còn sao chị. Cái này mình nấu thêm khoảng 30 phút nữa thôi. Chỉ cho khoai tây nó chín là mình tắt bếp được rồi. Chín vừa chín tới là mình tắt bếp được rồi. Tại vì thịt vịt đó, lộn thịt heo thì mình đã nấu trong vòng 1 tiếng rồi. Đã ngon lắm rồi. Ủa kìa, tạm sáng chứ. Vợ chồng chị Mì Chin đang chảy khăn bàn. Hả? Chuẩn bị cho khách vô nè. Mà nói tại vì làm biến dọn cho nên là làm cách này nè. Đồ ăn nè mọi người, thấy ngon ghê không? Cái bát này bà đang gấp đồ ăn nè. Còn mẹ chồng mình là chuẩn bị nè, gấp thịt, múc thịt bỏ vô trong chén này. Chín là mọi người rất là thơm ngon luôn. Và khi mình múc ra dĩa thì mình sẽ rải hành lên. Hành baro sắc sẵn rồi nè mọi người. Sắc dạng tròn tròn vậy nè. Wow, nóng hổi luôn. Rất là thơm ngon. Wow, khói bay nghi ngút luôn mọi người. Vì là cho ăn thịt heo á mọi người, cho nên là mình phải cho cầu thủ ăn ngay mấy cái món chua ngâm tương, ớt ngâm tương, hành ngâm tương để cho đỡ ngán á. Bí quyết nhà nghề đây mọi người. Phải dùng cái đồ lược mình múc thịt. Tại vì nó bị dầu nhiều á, thì mình dùng cái lược về mình múc á, thì nó xâm không bị nổi váng dầu nhiều. Đấy, sau đó là mình rải
cộng miến lên, rồi một ít nấm kim châm và hành baro nữa, và mình sẽ bỏ lên bếp ga giống như ăn lẩu vậy đó. Miến lên, hành baro, nấm kim châm. À, mọi người đang rất là bận rộn luôn, thấy không? Bác chạy bàn ngoài. Bác chị rửa chén ở trong rồi. Anh mét 8, chị Đại đồ rất là bận rộn luôn, chuẩn bị tất bật. Chị Mì Chin cũng đang chuẩn bị. Đó. Bác nghe nói Mì Chin đã quay lại liền thấy không? Bác xem xét tình hình rồi. Đây nè mọi người, lên dĩ lông xôi rồi đó, cơm trắng, đồ ăn vặt, đồ ăn kèm và món chính nữa. Đó, bây giờ các cầu thủ bắt đầu lục tục vô rồi đó mọi người. Đây, khi mà các cầu thủ vô thì mọi người tranh thủ nhìn nha, chứ mình không có đi quay từng bàn được, tại vì người ta đang ăn à, mình quay kỳ lắm. Có các anh lúc nãy lịch sự đâu, vô chào hỏi đàng hoàng. Còn mấy đứa này vô nó không chào hỏi gì hết trơn. Rồi trước khi ăn là mời đó mọi người. Mọi người có biết cái bác đeo kính ngồi bên tay phải này là bao nhiêu tuổi không mọi người? 81 tuổi đó. Mọi người nhìn là 81 tuổi nè, tin được không? Sợ lỗ tai thì mình rất là trẻ đúng không? Thật không thể tin được, từng lý bí bồ luôn. Đòi thêm cơm. Đòi thêm 3 chén cơm nữa.
Giám đốc, huấn luyện viên vô. Đóng cửa lại, mặt máy lạnh lên đó mọi người. Trời ơi, uống nước rồi mọi người. Thêm nước, thêm cơm, thêm bún, thêm gì tùm lum. Bật quạt rồi đó. Ý là có máy lạnh rồi đó nha. Rồi, hôm nay quay tới đây thôi. Cầu thủ của chúng ta ăn rất là ngon miệng mọi người, đúng không? Thấy không? Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký, like và comment cho chị Đại và cho chị Mì Chín. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn mọi người.